Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Tượng Gỗ Văn Sáu. Hình ảnh tượng Phật Di Lặc được người đời biết đến là một vị Bồ Tát xuất hiện trên trái đất. Ngài là một người đạt tới cảnh giới cao nhất và giác ngộ hoàn toàn, giảng dạy Phật Pháp cho chúng sinh. Phật Di Lặc còn được biết đến với biểu tượng tuyệt đối của niềm vui, niềm hạnh phúc. Hiện nay, hình ảnh tượng Phật Di Lặc đã khá quen thuộc đối với nhiều người. Phật Di Lặc thường được biết đến là nụ cười, sự hiền hòa, hoan hỷ, dáng người bệ vệ, bụng căng và thân hình tròn đầy. Do đó, hình tượng Phật Di Lặc thường được gắn liền với biểu tượng của sự ấm no, hạnh phúc, đầy đủ và cuộc sống tươi vui. Trên đây thì chúng tôi có trưng bày tượng Phật Di Lặc rông vàng, được làm trên chất liệu gỗ pơ mu. Tượng Phật Di Lặc rồng vàng gỗ pơ mu nguyên khối được chế tác tinh xảo. Ngài đang cười rất là hoan hỷ, hai tay bê đĩnh vàng và cưỡi trên chú cá chép có ngậm viên ngọc hết sức sống động. Phò tượng toát lên vẻ tinh xảo, đường vân tròn xoắn ốc hoàn toàn tự nhiên, mang màu vàng của khối gỗ pơ mu, và chúng tôi chỉ phủ thêm một lớp sơn bóng để đảm bảo độ đẹp cũng như độ bền của tác phẩm. Tượng thì với chiều cao là 69, rộng 27 và sâu 18. Hiện chúng tôi đang bán với giá là 2.500.000 đồng và có miễn phí cước vận chuyển cho quý khách. Ngoài việc trang trí cho không gian nhà bạn thì Phật Di Lặc còn mang ý nghĩa phong thủy. Trong kinh doanh, các doanh nhân thường chú trọng tới phong thủy để cầu tài lộc. Nhưng ở đây hơn cả một ý nghĩa của việc cầu tài lộc, vì Phật Di Lặc ngài tượng trưng cho sự hạnh phúc tuyệt đối. Với pho tượng Phật Di Lặc rồng vàng, ngoài ý nghĩa thu hút tài lộc bằng đĩnh vàng và ba đồng tiền hoa mai, thì tượng trưng cho Đức Phật còn mang tới sự an lành và may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, nên đặt tượng ở phòng khách của cửa hàng với mặt hướng ra bên ngoài để thu hút tài lộc vượng khí, mang lại thịnh vượng cho gia chủ. Và đối với cửa hàng thì sẽ thu hút đông khách mua may bán đắt. Đặt tượng Phật Di Lặc đối diện với cửa chính, nhìn thẳng ra cửa nhà. Vị trí này được cho là giúp Phật biến toàn bộ khí vào nhà thành năng lượng tốt. Nếu không có vị trí lý tưởng nói trên, hãy đặt tượng ở một chiếc bàn cạnh tường góc xa nhất của căn phòng, đối mặt với cửa chính. Nên đặt tượng Phật Di Lặc ở hướng đông của ngôi nhà hay phòng khách để tạo nên sự hài hòa cho gia đình và hóa giải mọi rắc rối cãi cọ. Nên bày tượng Phật Di Lặc ở hướng đông nam của căn phòng khách, phòng lễ tân hoặc toàn bộ của ngôi nhà để tăng vận may tài lộc. Nên đặt tượng Phật Di Lặc ở cung sinh khí để tăng vận may tài lộc, sức khỏe và thành công. Đối với những người làm việc trong môi trường cạnh tranh, ví dụ như nắm vị trí là chủ chốt của công ty, thì nên đặt tượng Phật Di Lặc ở nơi làm việc hoặc tại nhà sẽ giúp mang lại may mắn và giảm bớt được thù địch. Và trên đây là những chia sẻ về ý nghĩa cũng như vị trí đặt của tượng Phật Di Lặc rồng vàng. Nếu quý vị quan tâm tới sản phẩm của chúng tôi thì có thể liên hệ với số điện thoại hotline của chúng tôi 0968 152070 hoặc 0972 282 070, hoặc quý khách có thể đến cửa hàng của chúng tôi để được chiêm ngưỡng và mua hàng với địa chỉ số nhà 407 đường Hoàng Quốc Việt, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Quý vị và các bác xem video thấy hay thì like và đăng ký kênh để ủng hộ cho tượng gỗ Văn Sáu và để xem video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.